Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của Leader sài gòn tv à, thưa quý vị à, như với vấn đề mà anh nguyễn trường vừa mới đưa ra trước phần quảng cáo đó liên quan đến những cái chuyện mà lường gạt hoặc là có nhiều cái cách thức này khác thì khi mà chúng tôi đưa lên như vậy á đôi khi có những khán giả nói ô cái chuyện đó không thể nào tin được nó phải là như vậy như vậy nhưng mà nếu mà nó đã là như vậy như vậy thì nó là bình thường thành ra có những trường hợp mà nó không theo cái th cái thường lệ, không theo cái thông thường thì nó mới thành news và nó mới thành cái vấn đề người ta phải uh, nhắc nhở để cho mình lưu ý. Chứ nếu tất cả nó đều như vậy, nó phải theo cái cái luật lệ như vậy thì nó không còn là tin tức nữa cho nên quý vị khi mà đưa lên những cái bản tin tức hoặc là bên cảnh sát hoặc là bên này bên kia người ta đưa ra nó đều có cái lý do nhiều khán giả nhiều quý vị á thì nói là không thể nào bởi vì nó phải là như thế này à đó thì chúng tôi giải thích cho nên quý vị nhiều nói ô cái này là bản tin nghe cho giống như giải trí cho vui thôi thật ra không có vui nhiều lúc nó sẽ đổ xuống mình lúc nào không có hay à, thưa quý vị bên hãng General Motors thì họ vừa mới cho biết là sẽ có đến 820.000 chiếc xe pickup trucks wow. sẽ record. Bởi vì sao? Bởi vì cái 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 cửa sau của cái xe đó đó, những cái xe pickup truck thì thường người ta sẽ chở đồ phía sau một đống ừ. như vậy. Thì cái cửa đó đúng lý ra thì nó phải phải được đóng lại. À, bây giờ có nhiều cái cách để mà người ta đóng cái cửa đó. Nhưng trong thời gian qua nói rằng á không hiểu sao khi giống như đang chạy như vậy có những cái giọt nước mà nó mà rơi xuống nó 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 chạm vô trong cái cái giống như là cái khóa đó tự nhiên cái cửa nó bung xuống Thế là đang chạy trên đường thì đồ đạc nó sẽ bị rớt xuống có so thể là gây tai nạn thì nhìn báo cáo cho biết là bên cục quản lý an toàn giao thông người ta nói là trong thời gian qua họ nhận đến 130 cái khiếu nại liên quan đến cái việc như vậy tức là đang chạy xe thì tự nhiên cái cửa cái cái cửa phía sau của cái tròn xe nó bật ra Thế là đồ nó rớt xuống tuy nhiên bên cái hãng xe hơi này thì họ nói rằng là à, nó nó sẽ không là như vậy mà nó phải đậu xe thì cái cửa đó mới mở được thì chưa biết như thế nào nhưng mà đến ngày 18 tháng 3 tới đây thì họ sẽ gửi thông báo đến những khách hàng nào mà đã mua những chiếc xe đời 2020 đến 2024 Uh, Chevy Silverado hay là GMC Sierra Models thì những chiếc xe đó sẽ có thể là phải mang đến để họ sửa chữa thay thế hoặc là một cái cách nào đó nhưng mà đây đến là 820.000 chiếc thì con số cũng nhiều đó uh, họ nói bên uh, bên cái ủy ban mà quản lý an toàn giao thông thì họ nói là họ nhận được 130 cái khiếu nại nhưng mà trong đó đó những cái khiếu nại mà về cái chuyện mà có thương tích hay là những cái thiệt hại đó thì những cái đó nó nó chiếm không có nhiều nhưng mà vẫn là vấn đề để người ta phải quan tâm. À không biết là có trùng hợp hay không tôi cũng có một cái bản tin là có những cái hãng xe họ bắt đầu uh, thu uh, đưa cái lệnh ra thu hồi để mang lại sửa chữa đó. Thì có tất cả là bốn bốn hãng xe nha quý vị nha. Toyota ngày hôm nay cũng đưa ra những cái bản tin cho thấy là phải thu hồi lại một số những cái kiểu xe để mà sửa chữa những cái lỗi lầm rồi hãng xe Jeep cũng thu hồi nè, Hyundai cũng thu hồi nè và hãng xe Ford cũng phải Đúng thu rồi. hồi. Và những cái loại xe này đó tổng số cái những cái xe này mà họ kêu gọi lại để sửa đó thì có tới uh, gần 1.4 triệu chiếc xe. Uh, những chiếc xe nào thì quý vị có thể lên mạng Google để mình có thể Google ra. Thì tôi thấy ở đây đó nếu mà nói uh, xe của hãng uh, Chevrolet thì có 2023 Chevrolet Colorado và GMC Canyon thì đó là hai cái xe đó 2023 và 2024 xe Jeep xe Jeep cũng bị recall uh, Jeep Grand Cherokee cũng recall hãng Chrysler rồi hay là hãng uh, Toyota thì recall một số những cái loại xe như là xe Toyota Truck, Toyota Tundra à, hãng Toyota recall uh, 381.000 chiếc xe Tacoma Truck nó à, gây tình trạng nguy hiểm có thể đụng xe, có thể xảy ra tai nạn Cho nên họ nói rằng là xe đời 22 và đời 23 Tacoma Thì nên mang lại những cái nơi bán xe để mà sửa chữa Thì cái đó cũng là một cái bản tin cho thấy rằng là có nhiều hãng xe lắm chứ không phải không à, Quay qua một cái bản tin khác lạ lắm quý vị Mình có thể thêm vào một cái danh sách là những việc mà chúng ta thử nghiệm nó thất bại <laughs> có thêm một cái nữa thử nghiệm mà thất bại đó là cái việc dùng bao ni lông khi mà chúng ta đi chợ à, chúng ta đi chợ trước đây thì khi mà chúng ta mua đồ chúng ta được để vào trong những bao ni lông rồi chúng ta mang về nhà ừ. thì cái thử nghiệm trong hai năm vừa qua của tiểu bang california nó hoàn toàn thất bại đó là sau đó họ bắt đầu là không cho xài bao ni lông nữa chúng ta phải mua một cái bao nó dày hơn và 10 sen mỗi lần mà chúng ta đi chợ à, thì bây giờ họ nói rằng là từ ngày mà có cái bao ni lông mà nó dày hơn mà nó nó lên nó lên tới 10 sen mỗi lần chúng ta đi chợ mình xài một cái bao như vậy đó thì cái số lượng rác nó cũng tăng theo trước mùa dịch trước mùa dịch trước khi có cái lệnh cấm xài bao ni lông chúng ta có tròm chèm khoảng 300 triệu pound rác về bao ni lông. Từ ngày bắt đầu có cái lệnh cấm dùng bao ni lông đó bừa bãi để bảo vệ môi trường thì rác bây giờ nó gần 500 triệu Nó <laughs> hơn, nó hơn nữa. Nó hơn nữa nha quý vị nha. Rồi có nhiều người nói là tại sao không dùng bao giấy? Bao giấy thì nó nó nó, nó thân thiện với môi trường hơn, nó dễ tan ra, nó dễ tiêu hủy hơn là bao ni lông. Nhưng mà cái bao giấy sau khi người ta có những cái thí nghiệm người ta nhìn thấy đó là chúng ta phải dùng cái bao giấy đó 43 lần lặp đi lặp lại, đi chợ lấy bao giấy đó ra xài, đi chợ lấy bao giấy đó ra xài, phải dùng nó tới 43 lần thì nó mới bằng với lại một cái bao ni lông mà chúng ta thải thẳng thả, dục đi. Wow. Đó, mà có ai đi chợ mà cứ lấy bao giấy ra đi sắp đi thách lùi không? Rồi. Không, xài lần lần là nó rách rồi. Cho nên chúng ta phải dùng tới 43 lần cái bao giấy đó. Rồi chưa hết nữa Như người nói Tại sao không mua cái bao mà ở chợ bán 1 đồng hai đồng đó Cái bao mà vừa bằng vải vừa bằng ni lông Mà chúng ta thấy nó đẹp đẹp In hình này kia đó to to đó Thưa quý vị Cái bao đó không phải nó làm ra từ không khí Nó không phải làm ra từ chất liệu này chất liệu kia Rồi phải đi kiếm cái này cái kia để may nó ra Rồi người công này kia đó Nó vừa tốn kém biết bao nhiêu Mà chúng ta phải xài cái bao Mà họ bán 1 đồng hai đồng đó đó 7.100 lần thì nó mới có giá trị bằng một cái bao ni lông mà chúng ta dục đi. Wow. Mới, nó mới nó mới đáng là tại vì họ nói rằng là xài cái bao đó ấy thật nhưng mà phải xài tới 7.100 lần thì nó mới bằng một cái bao ni lông mà chúng ta đi chợ hồi xưa mà được được free đó. Cho nên họ nói rằng là cái gì cũng tốn kém hết để làm ra một cái gì đó thân thiện với môi trường mà chúng ta uh, uh, bây giờ nhìn lại đó thì rác nó càng ngày nó càng nhiều hơn nhất là họ phân tích ra cái plastic cái cái plastic đó cái bao rác mà bao ni lông đó từ ngày có cái lệnh cấm dùng bao ni lông thì rác bây giờ lên tới hơn 500 triệu pound uh, gì đó Mà hồi trước đó trước mùa mà mà cấm đó, thì có 300 triệu thôi <laughs> cho nên mình thấy rõ ràng là họ nói rằng là đây cũng là một cái thí dụ là họ nói có những cái thử nghiệm mà chúng ta thấy nó thất bại hoàn toàn cho nên Uh, hiện tại là California đang viết ra một cái dự luật mới tức là cấm hoàn toàn các loại bao luôn <laughs> bao ni lông cấm hoàn toàn hết không có cái bao nào để mà chúng ta xách đi chợ hết cho nên quý vị chắc đi chợ mình phải cầm theo cái gì đó để mà mình đựng cái hàng hóa của mình có thể họ quay lại cái bao giấy nhưng mà cái bao giấy thì họ nói rằng là bao giấy tốn kém 2.6 lần hơn vào cái bao ni lông À. ngọc lan cũng nghĩ à, chắc chỉ có cái cách đó thôi có nghĩa là không có cung cấp cái gì hết ừ. ở ngay chợ thì lúc đó cái người đi chợ người ta mới nhớ người ta ừ. mang theo đúng chứ rồi. bây giờ hồi trước á, thì cái bao nó có thể nó mỏng cho à, free á, bao mỏng về nhà cái xong rồi đựng đồ xong rồi đem vứt thùng à. rác đúng không rồi bây giờ không có thì hết 10 cent cũng phải mua chứ giờ một cái đống rồi sách như thế nào thì bao đó dày hơn nhưng mà thật ra có những chợ họ làm cái bao rất là đẹp nhưng mà có những chợ á, thì thật ra bỏ vô nó như nó bị bỡ vậy đó cái nó về vậy nó cũng tét rồi chưa kể nhiều khi người ta đựng thịt đựng cá về thì cũng không mấy ai ở giờ cái bao đó nó hôi chẳng à, lẽ giữ đó. lại nó cũng vứt đi mà cái bao nó nó lại làm sao nó, dày, nó dày, hơn. dày hơn như vậy thì cái trọng lượng của nó như anh anh trường nói tại sao hồi đó thì nó ít mà bây giờ cái trọng lượng nó nhiều hơn là như thế rồi nhiều khi để ở đó rồi quên rồi đi chợ thì thôi lại mua cái bao khác cứ như vậy cho nên là khi mà có cung cấp thì người ta sẽ mua tiếp tục ở trước đây ví dụ như khi mình đi vô những cái chỗ như là à, ikea ngày xưa lúc mà đến đây họ có những cái bao ni lông rất rất là đẹp nhiều người bắt đầu lấy một đống về nhà để đựng rác. rác. bây đó. giờ họ không còn cái gì hết thì <laughs> chịu thôi thì hoặc là mình cứ thảy hết lên xe rồi bỏ lên trên xe của mình rồi chở về nhà thì bây giờ ngọc lan nghĩ hay là như là à, Costco đúng không? Chả có một cái bịch ni lông nào hết á. Chỉ có chất lên xe hoặc là họ cho mình những cái thùng giấy mà họ dùng cái thùng đó là cũng từ họ đựng đồ rồi bây giờ mình chất lên rồi mình ra xe mình bỏ vào thì chỉ có như vậy thì may ra mới có thể giảm bớt đi cái chuyện là cái rác thải từ bao ni lông <laughs> chứ nếu còn nếu chợ mà vẫn bán cho dù bây giờ có tăng lên 20 mươi cent ba mươi cent họ vẫn sẽ mua họ vẫn đúng sẽ rồi. mua như thường và sẽ cũng sẽ vứt như thường xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại